U23 Việt Nam phải trả giá nếu cứ quen thói chơi kiểu tay thừa. Những pha phạm lỗi không cần thiết vẫn xuất hiện ở U23 Việt Nam và các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nguy cơ phải trả giá đắt vì điều này. U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2024 nhưng người hâm mộ vẫn còn nhiều nghi ngại. Trong khi các phương án ở hàng công và tuyến tiền vệ phần nào mang đến sự yên tâm, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có lẽ phải lưu tâm tới hàng phòng ngự với những vấn đề tâm lý thi đấu và hàng loạt sai lầm cả về chiến thuật lẫn kỹ thuật. Một ví dụ điển hình nhất cho thói quen của U23 Việt Nam đó là phút thứ 27, trọng tài dừng trận đấu để xem lại rất kỹ băng hình tình huống va chạm của Nguyễn Đức Việt với cầu thủ đối phương. Lỗi của Đức Việt chưa nghiêm trọng, chỉ là thẻ vàng, nhưng đây là pha bóng tiểu xảo không cần thiết mà tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai thực hiện. Số 8 của U23 Việt Nam dùng tay thúc vào người cầu thủ U23 Uzbekistan khi va chạm với nhau ở giữa sân. Đó rõ ràng là một cánh tay thừa khi cả hai đều không tham gia vào tình huống bóng. U23 Uzbekistan cũng chưa tổ chức tấn công gây sức ép ở thời điểm đó. Khi bị phạt thẻ từ sớm, một tiền vệ phòng ngự có lối chơi quyết liệt như Đức Việt sẽ gặp khó khăn. Anh phải cân nhắc từng pha vào bóng truy cản đối thủ với nỗi lo thường trực. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rút Đức Việt ra nghỉ ngay sau hiệp đầu tiên. Đến hiệp 2, Nguyễn Hồng Phúc nhận thẻ vàng trong pha phạm lỗi vô nghĩa. Hậu vệ U23 Việt Nam bị phạt vì đẩy thủ môn Abdulvohid Nematov trong vòng cấm địa của U23 Uzbekistan. Ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, một bình luận viên cho rằng đó là pha bóng không hợp lý chút nào của hậu vệ bên phía U23 Việt Nam. Đó là những minh họa cho những kiểu chơi dễ bị ăn thẻ nhất ở các cầu thủ U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không bao biện cho sai lầm của học trò. Ông thẳng thừng chỉ ra vấn đề rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đang giữ thói quen xấu từ khi thi đấu cho câu lạc bộ. Những yếu tố như trình độ của mỗi cầu thủ, sự dung túng của một bộ phận trọng tài hay toan tính của mỗi câu lạc bộ tạo nên thực trạng này. Điều đó bộc lộ rõ hơn khi các đại diện bóng đá Việt Nam ra sân chơi lớn, gặp những đối thủ mạnh. Phán đoán tình huống và hành động phòng ngự không hiệu quả đẩy các cầu thủ vào thế khó. Khi ấy, trong khoảnh khắc, họ hành động theo thói quen và bản năng. Rất khó sửa thói quen xấu được nuôi dưỡng trong môi trường bóng đá thời gian dài. Tuy nhiên, U23 Việt Nam phải hạn chế tối đa. Suốt thời gian qua, đội tuyển Việt Nam liên tục phải trả giá đắt vì những pha phạm lỗi ngớ ngẩn của các cầu thủ. Hai trong số ba thất bại của huấn luyện viên Philip Chusier tại ASEAN CUP 2023 đến từ các lỗi ngớ ngẩn dẫn đến phạt đền của học trò. Người hâm mộ tự hỏi rằng tại sao Nguyễn Thanh Bình có thể thản nhiên kéo áo cầu thủ Indonesia hay võ minh trọng vô tư sút thẳng vào chân đối phương. U23 Việt Nam may mắn chưa phải trả giá quá đắt khi vẫn thắng U23 Kuwait. Nhưng rủi ro chờ đợi U23 Việt Nam sẽ lớn hơn khi đối thủ mạnh hơn. Ở các trận đấu loại trực tiếp, sai lầm sẽ rất khó để khắc phục. Mặt khác, Sai lầm nối tiếp sai lầm là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra với các cầu thủ trẻ. Trung vệ Ngọc Thắng vẫn thi đấu bất ổn sau sai lầm trong ngày ra quân. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thừa nhận tấm thẻ đỏ đã ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần của học trò và anh chưa có trạng thái tốt nhất.